Cả nhà, hôm nay thì kênh Thai TV xin tiếp tục gửi đến cho cả nhà những cái thông tin về cái kết quả trận đấu kết quả hiệp 1 trận đấu giữa U16 Thái Lan gặp U16 Myanmar trong khuôn khổ trận tranh hạng 3 vòng chung kết U16 Đông Nam Á năm nay, năm 2022 vừa mới kết thúc, và hiệp 1 trận đấu này có tỷ số là 0-0, và hiện tại bây giờ đang còn nghỉ giữa giờ và chúng ta chuẩn bị xem bước vào cái hiệp 2. Xem coi cái đội bóng nào sẽ có bàn thắng và sẽ giành được chiến thắng và sẽ giành được cái tấm huy chương vàng, tấm huy chương đồng trong cái giải đấu vòng chung kết U16 Đông Nam Á năm nay nha quý vị. Thai TV thì sẽ cổ vũ cho U16 Myanmar, họ sẽ giành được cái danh hiệu đầu tiên trong rất là nhiều năm rồi, họ không có giành được cái danh hiệu một cái tấm huy chương nào hết ở môn bóng đá, thì bây giờ thì đây là một cái cơ hội để mà Myanmar. Cái lứa này là cái lứa mà Myanmar họ rất là chất lượng, khi mà Indonesia ở bán kết cũng rất là chật vật, trong 90 phút thắng được Myanmar nhờ 90 phút thi đấu và nhờ trên chấm 11m mới thắng được Myanmar như quý vị. Và hiện tại bây giờ thì Myanmar vẫn cầm hòa được U16 Thái Lan, cho nên là thấy là Myanmar rất là tương lai, đây là một cái thế hệ tương lai cho bóng đá Myanmar đây. Và trong cái hiệp 1 thì diễn biến trận đấu nhìn chung là Thái Lan họ ép sân từ đầu tới cuối, nhưng mà chỉ có là tạo ra những cơ hội ăn xém được ăn bàn mà thôi, chứ không có ghi được bàn thắng nào. Và hy vọng rằng hiệp 2 sẽ có một cái trận đấu đôi công hấp dẫn hơn. Và bây giờ xin kết thúc video tại đây, xin mời tất cả quý vị và các bạn cùng đón xem tin tức của hiệp 2 tại kênh Thai TV. Quý vị và các bạn nghe các thông tin hay thì quý vị và các bạn hãy cho Thai TV một like, một comment, một share, một subscribe để kênh được phát triển, tạo động lực làm những video tin tức mới nhất tiếp theo. Quý vị và các bạn có nhu cầu mua loa kéo di động, thiết bị âm thanh karaoke hay là các cái bộ hát livestream thì quý vị và các bạn hãy liên lạc với Thai TV qua số điện thoại 0939732349 hoặc giả là số Zalo 0939315461 để được tư vấn miễn phí và được giảm giá 20%. Đối với tất cả quý vị khán giả nào đã ủng hộ kênh, bấm đăng ký kênh Thai TV sẽ được giảm 20% nha quý vị. Và bây giờ xin kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại video tiếp theo.